trở thành nét đẹp không thể thiếu mang trong mình hồn quê vùng cao Tây Bắc. Đó chính là gia vị chẩm chéo. Theo người Tây Bắc thì chẩm có nghĩa là thứ chấm, còn chéo là sự kết tinh của nhiều loại gia vị khác nhau. Có hai loại chẩm chéo là chẩm chéo khô và chẩm chéo ướt. Chẩm chéo khô hay còn gọi là muối chéo là sự kết hợp giữa các loại gia vị như muối, ớt khô, tỏi và các loại gia vị đặc biệt, trong đó có hạt mắc khén. Loại chẩm chéo này rất tuyệt vời khi sử dụng để chấm quả xanh, thịt luộc hay thịt gà. Còn chẩm chéo ướt được làm từ các nguyên liệu như muối, hạt dổi, ớt tươi, tiêu đen, tỏi, húng lưu, rau mùi và đặc biệt là mắc khén. Với chẩm chéo ướt, người ta thường dùng để chấm đồ luộc, rau sống hay chấm hoa quả. Qua thời gian, chẩm chéo đã trở thành một gia vị truyền thống của đồng bào Tây Bắc. Tuy không phải là cao lương mỹ vị, nhưng loại gia vị tuyệt vời này đã trở thành hương vị. Một loại gừng truyền thuyết ở trên Tây Bắc, nó giúp cho đàn ông Tây Bắc sung mãn vô cùng. Bạn có biết đó là loại gừng gì không? Vâng, và câu trả lời của chúng ta đó chính là gừng đen, hay còn gọi là ngải tím. Để lấy được loại gừng này thì người dân phải đi lên những vùng núi rất cao và lạnh, bởi vì cây ngải tím rất khó để trồng được và thường mọc hoang dã treo leo trên vách đồi. Người ta thường dùng gừng đen để nấu ăn trong các bữa ăn hàng ngày, cũng có thể đem đi ngâm với mật ong hoặc ngâm với rượu, đều mang lại lợi ích sức khỏe rất cao. Không những thế, theo đông y, ăn gừng đen rất tốt cho phái mạnh. Ngoài ra nó còn giúp điều hòa huyết áp, chống oxy hóa, giảm tiểu đường, giảm mỡ máu, kháng viêm, kháng sưng, vô cùng hiệu quả. Nếu có dịp hãy thử ăn gừng đen một lần nhé các bạn. Loại lá mà vườn nhà ai cũng có, biết dùng theo cách này còn bổ hơn cả nhâm sâm. Bạn có biết đó là loại lá gì không? Vâng, đó chính là lá chanh, một loại lá rất quen thuộc phải không các bạn? Nhắc đến lá chanh thì mọi người thường nghĩ ngay đến việc thái nhỏ, rắc lên thịt gà và nước chấm. Nhưng chỉ dừng lại ở đó thì quá phí cho một thần dược. Theo đông y, lá chanh có vị ngọt, cay, tính bình và rất nhiều vitamin C. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp an thần, chống co thắt, thanh nhiệt giải độc, mát gan và đặc biệt trị nám sau sinh vô cùng hiệu quả. Cách dùng như sau, bạn chỉ cần lấy từ 7 đến 9 lá chanh tươi cho vào 100ml nước nóng rồi uống hàng ngày. Hiệu quả thần kỳ sẽ đến ngay sau một tuần sử dụng. Nếu có cây chanh ở nhà, bạn hãy thử ngay cách này nhé.